Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay Hôm nay Thuận đã tiếp tục trở lại các bạn và Bitcoin cũng đã trở lại nhưng mà trở lại 26.000 đô Hôm nay đây Thuận có khá nhiều những thông tin Thuận muốn chia sẻ với các bạn Chúng ta đương nhiên sẽ nói về tình hình chung của thị trường Chúng ta sẽ nói tới một số những thông tin nổi bật liên quan tới PCE Nhưng mà chúng ta sẽ dành thời gian để mà nói về thông tin liên quan tới Bitcoin Spot ETF Chi tiết hơn đó là hôm nay SEC đã ra quyết định liên quan tới một số Bitcoin Spot ETF Chúng ta cũng có một cái tin đồn liên quan tới sàn Binance, thông cũng sẽ chia sẻ thông tin đó với các bạn. Chúng ta à, cũng sẽ nói tới cái thông tin liên quan tới Swift Swift là công ty chuyển tiền quốc tế đó các bạn Họ là một cái mạng lưới chuyển tiền Thì bây giờ ra họ cũng đang thử nghiệm crypto Thì họ đang hợp tác với đồng nào Đó là điều mà tôi muốn chia sẻ Và thêm vào đó đó chúng ta sẽ tiếp tục cập nhật Cái thông tin mới nhất liên quan tới Cái sự kiện drama của Bitcoin Crypto Hôm qua đăng lý là thường có một số cập nhật Để mà chia sẻ với các bạn về cái vụ này Tại vì thường cảm thấy là mình đã chia sẻ phần đầu Thì tôi nghĩ mình cũng phải tiếp tục chia sẻ Để coi kết thúc nó ra sao Và hôm nay đó, hình như đã đến hồi kết rồi các bạn Tại sao Ben Armstrong lại bị đá ra khỏi Bitcoin Crypto À, và ai đúng ai sai ai nói thật ai nói dối tại vì Ben Armstrong nói là tất cả những cái này đó đều là một cái sự việc dàn dựng trong vòng 2 năm qua bởi đội của Bitcoin Crypto để giành lấy công ty thì ai mới là người nói thật các bạn. Đó là điều mình muốn chia sẻ ở cái phần cuối của video này. Hôm nay là ngày thứ năm tại Hoa Kỳ, bây giờ là khoảng 9 giờ tối giờ Cali các bạn. Hôm nay Thuần đã có thể làm video sớm hơn một chút. Ngày mai đó chúng ta đã bước vào cuối tuần. Thì Thuần sẽ nghỉ ngơi một ngày. Rồi sau đó sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn thì cũng như thường lệ chúng ta bây giờ bắt đầu hãy nhìn vào thị trường chứng khoán Hoa Kỳ thì các bạn thấy được là ba chỉ số lớn đó. hôm nay kết thúc thì nó không có đồng bộ chúng ta có màu đỏ và màu xanh chúng ta có chỉ số Dow Jones hôm nay đó thì kết thúc là giảm 0.48% và Nasdaq thì tăng nhẹ 0.11% trong khi S&P 500 nó cũng giảm nhẹ các bạn giảm 0.16% thì chúng ta cũng đang nhận được cái thông tin lớn ngày hôm nay liên quan đến chỉ số phần trăm lạm phát PCE mỗi một tháng là chúng ta có hai chỉ số chỉ số CPI chúng ta sẽ có vào khoảng đầu tháng hay là giữa tháng rồi chúng ta sẽ có chỉ số PCE vào cuối tháng thì PCE sẽ có sau khi mà có CPI và nó cũng tương tự như nhau các bạn thường đó thì mọi người nghe cái thuận cũng quan tâm đến CPI tại vì mình cảm thấy nó có nhiều thông tin hơn nhưng mà PCE đó thì lại là cái chỉ số mà Fed quan tâm đến nhất là chủ tịch John Powell thì các bạn thấy được là PCE cuối cùng nó cho thấy là 3.3% phần trăm kỳ vọng là 3.3 có nghĩa là kỳ vọng nó tương tự như là con số thật cho nên không có thay đổi nhiều nhưng mà tháng vừa rồi đó là 3.0 thì cái này nó cũng tương tự như chúng ta đã từng thấy chỉ số CPI của tháng này các bạn đã thấy được là chỉ số CPI đã tăng nhẹ trở lại Thôi nhớ là cũng tăng cái phần trăm tương tự trong khi là tháng rồi nó thấp hơn Nhưng mà PC đã bây giờ cũng như vậy các bạn không có nhiều cái sự thay đổi và nó cũng giống như là kỳ vọng Còn Core PC nghĩa là chúng ta nói tới phần trăm lạm phát mà không có tính lương thực Và năng lượng đó, thì các bạn thấy ở mức là 4.2% thì nó cũng như là kỳ vọng Và tháng vừa rồi là 4.1% thì chúng ta nên nhìn thấy một điều đó chính là tháng này cả Core PC và PC đều có cái sự tăng trở lại Thì khi mình nhìn vào cái Thông tin này các bạn sẽ thấy là nó không tốt nhưng mà thực ra nó cũng không phải là xấu đâu các bạn, nó chỉ là không có lạc quan mà thôi. Nhưng mà mọi người đều ước tính là nó sẽ tăng trở lại. Thì có một số bạn hỏi là tại sao ước tính lại tăng chứ không phải là tiếp tục giảm? Đây là một cái chỉ số nó đo lường trong vòng 12 tháng các bạn. Có nghĩa là cái chỉ số này đại diện cho tháng 7 của năm nay thì sẽ so sánh tháng 7 năm nay so với tháng 7 của năm trước và tháng vừa rồi đó, thì sẽ so sánh tháng 6 của năm nay với tháng 6 của năm trước và năm trước á các bạn thấy được là mùa hè là lúc mà cái phần trăm lạm phát ở cái mức đỉnh luôn thì chúng ta thấy được là khi mà so sánh với cái đỉnh thì các bạn thấy là 12 tháng sau đó thì lúc đó là cái lúc mà chúng ta thấy phần trăm lạm phát giảm xuống còn 3 chấm mấy thì chúng ta sẽ thấy là cái phần trăm lạm phát đã giảm rất là nhiều so với lại một năm trước đó nhưng mà bây giờ chúng ta là bước qua tháng 7 rồi có nghĩa là đây là chỉ số tháng 7 tại vì tháng 8 đó tháng sau mới có lợn thì đây là chỉ số tháng 7 thì so với tháng 7 của năm ngoái đó các bạn thấy là sau khi tới đỉnh thì bắt đầu là cái phần trăm lạm phát nó cũng đã từ từ hạ xuống thì chúng ta lại bắt đầu so sánh bây giờ với lại cái mức mà bắt đầu hạ thì những tháng tới đây nên nó sẽ không còn giảm nhanh như các bạn đã thấy là từ khoảng chừng 9% mà giảm thẳng xuống còn 3% rồi tăng ngược trở lại 3.3% nữa tại vì chúng ta đã từ từ so sánh thời điểm hiện tại với lại cái thời điểm mà đang bắt đầu đi xuống của cái năm vừa rồi. Hy vọng là các bạn hiểu cái cách mà họ tính. Cho nên ai cũng biết đó là cái phần trăm PC và core PC nó sẽ có một cái sự tăng nhẹ trở lại vì lý do đó cái tốc độ phần trăm lạm phát giảm nó sẽ không còn nhanh như trước nữa và điều này cũng có nghĩa là gì các bạn rất là nhiều người bây giờ đó họ nghĩ là phần trăm lạm phát nó chỉ giảm tới đây thôi có nghĩa là ba phần trăm có thể là đã hết mức rồi nếu như mà Fed muốn xuống còn hai phần trăm đó thì thật sự rất là khó tại vì điều đó có nghĩa là những ngày tháng tới đây đó còn phải giảm nhanh hơn là cái tốc độ giảm của năm ngoái tới năm nay Tại vì các bạn đã nhớ là sau khi mà tới đỉnh của khoảng chừng tháng 6 năm ngoái đó Thì tháng 7, tháng 8, tháng 9 bắt đầu là phần trăm lạm phát giảm xuống Thì nếu như bây giờ chúng ta muốn thấy cái phần trăm này giảm nữa đó Thì tốc độ giảm phải nhanh hơn là tốc độ đó Đó là một điều mà rất là khó xảy ra đối với nhiều người Cho nên nhiều người đó nhận định là phần trăm lạm phát sau này sẽ là 3% và Fed cũng hiểu điều đó Chỉ là Fed chưa muốn thật sự công nhận là phần trăm lạm phát chấp nhận được là 3% mà thôi Thì đây là cái thông tin liên quan tới PC Và các bạn thấy được sau khi có thông tin này Thị trường đã mix một chút Có xanh có đỏ free market thì các bạn thấy được là bây giờ cũng không có sự thay đổi nhiều Chúng ta có Dow Future, S&P Future và Nasdaq Future Thì xanh nhẹ một chút Khoảng chừng là 0.1% mà thôi Còn về dầu thì sao các bạn Hợp đồng dầu ngày hôm nay đó tiếp tục tăng nữa Ở mức là 83 đô và 82 cent cho một thùng dầu Đương nhiên cái mức này đó là chúng ta coi như là cao trong vòng khoảng chừng nửa năm qua nhưng mà khi các bạn so với lịch sử đó thì cái mức này cũng không phải là cao đâu, nó chỉ là bắt đầu tăng trở lại sau khi mà giảm nhanh xuống còn có dưới 70 đô la cho một thùng dầu. Và chúng ta có thể thấy được là vàng thì sao các bạn? Hợp đồng vàng ngày hôm nay đó thì không có thay đổi nhiều ở mức là 1965 đô cho một ounce vàng. Chúng ta cũng có một cái cập nhật liên quan tới bất động sản ở Hoa Kỳ thì cập nhật này cho thấy là trong tháng 7 đó cái số lượng nhà bán đó thì cái số nhà mới bán đã tăng lên 32% trong khi mà cái số lượng nhà cũ đó lại giảm 17% thì điều này cũng không nhiều là lạ ha các bạn hiện bây giờ chúng ta không có nhiều nhà trên thị trường chúng ta đã dẫn đến một cái hiện tượng đó là lãi suất tăng giá nhà Hoa Kỳ cũng tăng luôn các bạn và giá nhà bây giờ đó cách cái đỉnh năm ngoái không là bao nhiêu hết có nghĩa là chúng ta đã bây giờ rất là gần đỉnh rồi giá nhà Hoa Kỳ đã tăng ngược trở lại và một kinh nghiệm rất là được trong những cái sự kiện liên quan tới phép tăng lãi suất đó tại vì các bạn thấy được là trong cuộc đời của thuần 39 năm qua đây là lần đầu tiên mà phép tăng lãi suất nhanh như vậy trước đây chúng ta đã từng thấy là phép tăng lãi suất nhanh nhưng mà đó là những năm như năm 1980 lúc đó chưa ra đời các bạn tới năm 84 thì mới ra đời lần thì đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của Thượng với là một người trưởng thành mà chứng kiến tốc độ tăng lãi suất cao như vậy và kinh nghiệm rút ra được đó là khi lãi suất tăng nhanh hay là giảm nhanh thì Fed sẽ phá hủy cái cân bằng cung và cầu. Rất rõ ràng bây giờ ra tại sao mà lãi suất tăng nhưng mà giá nhà vẫn tăng ở Hoa Kỳ điều đó không có lo chứ các bạn lãi suất tăng thì nhà phải giảm chứ. Tại vì lãi suất tăng người ta sẽ khó vay mượn hơn, vay mượn cái ít tiền hơn thì họ sẽ mua nhà với cái giá thấp hơn thì giá nhà phải giảm nhưng mà ngược lại là lãi suất tăng khiến cho những người bây giờ họ đang có nhà họ muốn đổi nhà nhưng mà họ lại không muốn đổi nhà tại vì họ bán căn này căn này đó họ mua trả sử như cách đây vài năm lúc đó lãi suất chỉ có hai phần trăm hay là 3% gì thôi Bây giờ họ bán căn này họ mua căn khác lãi suất tới 7-8% Thì họ không có muốn bán dẫn đến là không có nhiều nhà Cho nên chúng ta có thể nhìn thấy được là những căn nhà mà đang có sẵn đó Thì cái tốc độ bán đã giảm xuống Nhưng mà ngược lại vì lý do là không có đủ nhà để bán Cho nên các bạn thấy được là những nhà mới đó xây ra Thì người ta lại có nhu cầu đi thu mua những cái nhà mới đó Cho nên chúng ta mới thấy hiện tượng này xảy ra Bây giờ chúng ta hãy nói tới crypto đi Thì Bitcoin ra sao các bạn Đáng tiếc chúng ta thấy được là tất cả những cái sự hứng thú như sự sôi động sau khi mà có thông tin qua thì Rayscale đó thì đã trả trở về chỗ cũ có nghĩa là chúng ta bắt đầu có cái sự tăng trưởng khi mà có thông tin liên quan tới Rayscale thắng kiện đó là từ 26.000 lên 28.000 nhưng mà trong vòng chỉ có không tới 2 ngày đó, thì giá đã trở lại cái mức 26.000 đô rồi nói chung chúng ta đã trở về chỗ cũ và tôi cũng có thể nhìn thấy được là cái tâm trạng của mọi người ra sao các bạn dựa theo những cái comment ở dưới những cái thuyết những cái bài chia sẻ à, mọi người hôm nay đã cũng khá là mặn các bạn tại vì chúng ta thấy giá tăng lên chưa đầy hai ngày đã trở về rồi thì khi mà giá tăng đó biết nhiều người nói là wow giá tăng nhanh quá không biết còn bao nhiêu cơ hội để mà tích lũy nhưng mà không tới hai ngày sau đây thì mọi người nói là thấy chưa giá đã giảm như là mọi người ước tính rồi bây giờ giá sẽ tiếp tục giảm nữa <laughs> các bạn thấy được là trong vòng không tới hai ngày thì cái tâm lý của nhà đầu tư đã thay đổi 180 độ ngày mai đó có một thông tin gì nữa giá cả tăng đó thì tâm lý sẽ đổi một lần nữa các bạn nhưng mà thực sự là có một số những thông tin quan trọng tôi muốn chia sẻ với các bạn À, trước hết chúng ta hãy nhìn vào tình hình chung của thị trường crypto đó các bạn thấy được là hôm nay tổng số vốn hóa đã giảm 2.9% ở mức là gần như là 1,1 nghìn tỷ thì cũng không phải là thay đổi nhiều lắm các bạn Nhưng mà chúng ta nhìn vào Bitcoin đó thì hôm nay giảm so với những đồng lớn khác đó là nhiều Giảm những đồng khác như là Ethereum hay là BNB thì giảm 2.8, XRP thì 3.3 vân vân. Nhưng mà trong vòng một tuần qua đó thì các bạn thấy được là giá nó cũng cỡ đó mà thôi. Khi chúng ta so sánh với đồng lớn đó, giá bây giờ so với tuần trước thì không có cái sự thay đổi nhiều. Và chúng ta nhìn vào Crypto Bubble ngày hôm nay đó, thì ngoại trừ có một số những đồng như là DYDX hay là Maker đó thì có màu xanh, phần còn lại các bạn thấy được là màu màu đỏ và xuống từ 3 cho đến 5% thì thông tin lớn ngày hôm nay là gì các bạn? À, nhiều người nói lý do tại sao mà giá Bitcoin giảm là tại vì liên quan đến việc SEC đã ra quyết định là trì hoãn về 6 đơn đăng ký Bitcoin Spot ETF Hôm nay thì thực sự là một cái sự bất ngờ các bạn Không phải là cái quyết định trì hoãn là bất ngờ Thường nghĩ mọi người đều nghĩ là SEC sẽ trì hoãn Chứ không lý do gì mà họ sẽ cho thông qua ngay bây giờ đâu Nhưng mà điều làm cho người bất ngờ là họ ra quyết định ngày hôm nay Tại vì tuần này đó chúng ta sẽ có một ngày lễ à, thứ sáu ngày mai đó thì vẫn hoạt động bình thường nhưng mà thứ bảy chủ nhật là cuối tuần và thứ hai ở hoa kỳ đó sẽ là ngày lễ lao động các bạn một trong những điều mà thường cảm thấy vô lý đó nó hơi lạc đều một chút nhưng mà trong điều hoàn cảm thấy vô lý là ngày lễ lao động đó, thì ai cũng được nghỉ các bạn dân văn phòng được nghỉ nhưng mà những người lao động thì bạn lại phải đi làm có nghĩa là những người mà làm việc trong những quán ăn nhà hàng hay là làm việc cho những siêu thị họ vẫn phải đi làm có nghĩa là gọi là lễ lao động nhưng mà chỉ có dân văn phòng được nghỉ thôi những người làm lao động thì vẫn phải đi làm chúng ta bây giờ hãy trở lại với lại thông tin lớn ngày hôm nay đi thì các bạn thấy được là 6 đơn spot ETF đó đăng lý đầu là ngày mai kết thúc ngày chúng ta mới biết thông tin nhưng mà hôm nay được biết sớm hơn rồi à, có nghĩa là SCC đó không không có lý do gì mà đợi tới ngày mai họ đưa ra thông tin luôn chúng ta có 6 quỹ là Wisdom Tree, Vanek, Invesco, Galaxy, Bitwise Valkyrie và Fidelity Tất cả những quỹ này đã, đã, bị trì hoãn Và các bạn đã biết là SEC có thể được trì hoãn vài lần Và có thể trì hoãn lên tới 240 ngày Và nếu như mà cứ tiếp tục như vậy đó, Sẽ trì hoãn đến tháng 3 của năm sau Thì một trong những cái quỹ đầu tư Mà không có tên ở đây mà nhiều người đó cũng đặt câu hỏi đó chính là BlackRock thì BlackRock nằm ở đâu các bạn? Nhiều người đó vẫn còn một chút xíu hy vọng. Tuy đã biết là SEC đã ra quyết định là trì hoãn 6 đơn này nhưng mà vẫn còn chút xíu hy vọng nhưng mà đáng tiếc đó không bao lâu sau thì đã có cái thông tin chính thức là đơn của BlackRock cũng đã bị trì hoãn luôn. Và nếu như chúng ta nhìn vào cái thông tin trên màn hình đó các bạn thấy được là chúng ta đã qua cái ngày hết hạn đầu tiên đó chính là first deadline các bạn thấy được là SEC đã có thể trì hoãn thêm hai lần nữa chúng ta có cái ngày second deadline đó là khoảng tháng 10 của năm nay thì trong tháng 10 chúng ta lại sẽ có quyết định lên từ SEC và họ có thể là chấp nhận từ chối hay trì hoãn tương tự như bây giờ Cái hạn kế tiếp sẽ là cái hạn thứ ba các bạn là tới deadline có nghĩa là vào tháng 1 của năm sau Thì SEC một lần nữa cũng có thể ra quyết định là chấp nhận từ chối hay là trì hoãn Nhưng mà đó là cái lần cuối cùng họ có thể trì hoãn cho đến tháng 3 của năm sau các bạn Ngày 14 như 15 tây đó thì SEC bắt buộc phải có quyết định cuối cùng có nghĩa là họ một là từ chối hay là cho thông qua chứ không chịu hoãn được nữa. Thì nếu như mà chúng ta tiếp tục con đường này đó thì khả năng rất cao chúng ta lại phải chờ đến tháng 3 của năm sau cũng như là những gì chúng ta đã nói tới trong thời gian gần đây à, và hôm qua đó có rất nhiều người ở trên mạng xã hội họ cũng đã bỏ phiếu các bạn và họ bỏ phiếu là SCC trong tuần này sẽ có quy định là trì hoãn chứ không có thông qua đâu và cũng không có thể từ chối, nhất là sau khi đã có thông tin là thẩm phán cho những lý do từ chối Bitcoin Spot ETF của SEC hiện bây giờ là không hợp lý và sai luật cho nên SEC cũng sẽ không có thể từ chối nhưng mà cũng không có muốn chấp nhận bây giờ thì trì hoãn là cách duy nhất. Cho nên nhiều người đã đã bỏ phiếu như vậy và ngày hôm nay đó khi chúng ta thấy giá xuống thì nhiều bài báo lại nói là lý do tại sao giá xuống tại vì có cái thông tin trì hoãn thường cảm thấy không có hợp lý đâu các bạn tại vì ai cũng nghĩ SEC sẽ ra quyết định trì hoãn thì tại sao lại có cái đợt xuống giá đợt này à, và thuận tìm kiếm nhiều thông tin trên mạng nhưng mà cũng không có một cái nguồn nào cho thấy là tại sao giá lại xuống các bạn và điều quan trọng hơn đó là các bạn thấy được là giá đã giảm trước khi mà có cả thông tin này nữa nhưng mà SEC đó có muốn trì hoãn nữa thì cứ trì hoãn khả năng đó, chúng ta cũng sẽ có một Bitcoin và ETF vào tháng 3 của năm sau là cái thời hạn chạy nhất dựa theo Bloomberg các bạn Bloomberg ước tính chúng ta có tới 95% trong năm sau sẽ có quyết định liên quan tới bitcoin spot etf là sẽ được thông qua à, đó là cái suy nghĩ đến từ bloomberg các bạn rất là bullish luôn nhất là đối với những cái thông tin chúng ta nhận được gần đây liên quan tới trayscale cho dù nhiều bạn cũng cảm thấy thất vọng là thông tin trayscale dẫn đến giá cả tăng nhưng mà sau đó đã trả về cái mức trước khi có thông tin thì một số người cũng cảm thấy là hơi nản một chút nhưng mà sự thật đó, thông tin đó nó có cái sự ảnh hưởng dài hạn như là thường đã chia sẻ trong cái video ngày hôm qua với các bạn và cho dù chúng ta không có spot etf dưới gare rồi thì sớm muộn gì cũng sẽ có mà thôi Đây là câu hỏi khi nào chứ không phải là có hay là không có Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi và chúng ta thấy được là tất cả những đài truyền hình họ cũng đều đưa những bài phỏng vấn, những cái thông tin để cho những người mà không muốn theo dõi thị trường này đã cũng hiểu những gì đang xảy ra. Và tất cả thông tin đều hướng về là chúng ta sẽ có Bitcoin Spot ETF. Khả năng đó rất là cao hiện tại có một khả năng khác một số người đã nói là bây giờ đó SEC đang bị giống như là bắt chẹt các bạn tại vì họ không thể tiếp tục từ chối Bitcoin Spot ETF tại vì họ đã cho thông qua Bitcoin Futures ETF vì cái lý do chính thức mà SEC nói đó là tại vì thị trường Bitcoin dễ bị làm giá có nhiều sự thao túng cho nên không cho Bitcoin Spot ETF thông qua để mà bảo vệ người dùng bảo vệ nhà đầu tư nhưng mà ngược lại họ đã cho thông qua Bitcoin Futures ETF và Bitcoin Futures ETF đó sử dụng cùng cái giá của Bitcoin Cái giá nó rất là giống nhau Thì nếu như là thị trường Bitcoin đó có nhiều cái thao túng Thì nó cũng xảy ra ở future thì tại sao SEC lại cho thông một Bitcoin Future ETF Thì một số người nói là bây giờ đã có một khả năng SEC đã sẽ thu hồi lại quyết định là tiếp tục cho Bitcoin Futures ETF hoạt động nghĩa là đóng hết tất cả các quỹ. Khả năng này không phải là không có các bạn, cái gì cũng có thể xảy ra nhưng mà khả năng này đã cực kỳ thấp luôn. Tại vì nhiều người cũng đã chỉ ra được là SEC đã không thể lấy lý do là họ đã phạm một sai lầm. Thứ nhất là họ phải nói là họ đã phạm một sai lầm và khi mà họ thu hồi những cái Bitcoin Futures ETF này, đó, các bạn cứ nghĩ đi biết bao nhiêu là người đang lưu trữ à, những cổ phần này, biết bao nhiêu công ty là đang cung cấp dịch vụ khi mà họ thu hồi như vậy và họ nói là họ đã phạm một lỗi lầm nữa thì sẽ dẫn đến biết bao nhiêu là cái vụ kiện sẽ xảy ra nữa đó là điều đầu tiên điều thứ nhì nữa là SEC không phải nói là họ chỉ lỡ duyệt có nghĩa là họ đã mắc một sai lầm một lần không phải đâu các bạn họ đã duyệt rất nhiều Bitcoin Future ETF và không nói chi lâu các bạn cách đây khoảng chừng 2 tháng đó ngày 23 tháng 6 SCC đã duyệt không những là Bitcoin Future ETF mà còn duyệt luôn Bitcoin Futures ETF đòn 7 các bạn nghĩa là 2x khi mà sử dụng cái quỹ này đó là các bạn sử dụng đoạn 7 thì SEC vừa mới duyệt thêm một Bitcoin Future ETF thì không thể nói là trước đây đó họ không có xem kỹ họ vừa mới duyệt một cái còn nguy hiểm hơn cái ban đầu nữa cho nên khả năng này đó rất là thấp luôn nói chung thì à, ai cũng nghĩ là Gary Chancellor sẽ cho một ETF thông qua hoặc là ông sẽ bị sa thải hay là từ chức và người kế tiếp sẽ là người mà sẽ cho Bitcoin Spot ETF thông qua. Và đối với những thông tin này đó thì những điều kiện còn lại của SEC thì khả năng đó lại gặp nhiều trắc trở các bạn giống như là SEC à, đang kiện Binance và Coinbase thì bây giờ đó luật sư John Deaton đây là luật sư mà đã ủng hộ cái sự việc của Ripple các bạn. Bao nhiêu năm qua nhiều người không tin tưởng luật sư Deaton à, nhưng mà các bạn thấy là cuối cùng đó luật sư John Deaton cũng đã nói đúng, cuối cùng XRP không phải là chứng khoán thì bây giờ đó ông nghĩ là khả năng Binance và Coinbase sẽ thắng kiện khi mà ra tòa về SEC rất là rõ ràng là những thẩm phán bây giờ đó họ đã có một cách nhìn khác về crypto và họ đã hiểu hơn cái sự quan trọng của crypto nhất là khi chúng ta thấy là crypto được nói tới rất là nhiều à, trong cái đợt tranh cử tổng thống sắp tới và Gary Gensler đó thì cho dù là các bạn ủng hộ crypto hay là không ủng hộ crypto thì Gary Gensler đó hầu như à, cũng đang mất cái vị thế của mình và đã làm mất lòng tin của rất nhiều người những người mà ủng hộ crypto đó những nghị sĩ những người bỏ phiếu mà hộ crypto thì đương nhiên họ đã không có cách nhìn tốt bị Gary Gensler điều đó là dễ hiểu rồi ngay cả những người mà ủng hộ Gary Gensler ủng hộ ông tấn công crypto đó cũng sẽ cảm thấy được là ông đã không làm đúng những gì mà ông đã hứa hẹn có nghĩa là bây giờ đó không những là đẩy lui được crypto mà crypto bây giờ đó càng ngày lại càng xâm nhập vào thị trường tài chính nhiều hơn các bạn Bitcoin Spot ETF à, được đề xuất bởi những công ty phố war lớn như là BlackRock và những ngân hàng lớn những công ty war đó là những công ty mà quyên góp không hề nhỏ cho những cái đợt bầu cử à, đó là điều các bạn nên hiểu và chúng ta cũng đừng quên là những vụ kiện gần đây đó thì Gail Chancellor đó làm lung tung bang trở lên đã gặp rất nhiều trắc trở và bây giờ nếu như mà muốn tiếp tục kiện tụng đó, thì cần phải có thêm tiền và đó là tiền của người đóng thuế thì đó có phải là cách tốt để sử dụng tiền của người đóng thuế hay là không trong khi mà trong thị trường chứng khoán đó còn biết có nhiều việc cần phải lo tới à, và nhiều người ngay cả Ryan Salkis bạn Ryan Salkis chính là CEO của Mezari công ty mà cung cấp dữ liệu liên quan đến crypto đó thì các bạn thấy đầu Ryan Salkis cũng đã nói là ngay bây giờ thì có con đường chính trị của Gary cancer đang thu hẹp lại hầu như là không còn các bạn thấy là khả năng cao là Gary cancer đó sẽ tự từ chức chứ không có để là bị xả thải đâu à, kế đó nữa đó là cái giấc mơ để tiếp tục con đường chính trị tại vì bước kế tiếp đó, thì Gary cancer muốn làm sẽ là chức vụ của Kenneth Yellen đó chính là bộ trưởng bộ tài chính các bạn trước đây đó, thì Gary cancer giữ chức vụ là chủ tịch của CFTC rồi sau đó thời của cựu tổng thống Trump thì ông rời khỏi chức vụ đó để mà đi dạy. Bây giờ đó là dưới thời của tổng thống Joe Biden thì ông trở về để mà tiếp tục làm chính trị. Thì bước kế tiếp đó ông muốn đó chính là chức vụ của bộ trưởng bộ tài chính. Thì khả năng nó bây giờ đó không còn nữa các bạn. Vừa thanh nghi đang xảy ra và nếu như mà ông muốn bước vào quốc hội thì thôi nghĩ khả năng đó cũng không có cao đâu. Bây giờ ông cũng có khá là nhiều à, những người không ủng hộ ông ở quốc hội hiện tại ông đã thực sự thua rồi cho dù ông có cố gắng níu kéo Cho dù là bây giờ ra ông quá ghét crypto Bây giờ ông muốn thật sự là đạp đổ Thì ông có thể là giữ chức vụ này Và trong thời gian này đã liên tục tìm cách để mà từ chối Nhưng mà một ngày nào đó ông vẫn phải rời khỏi chức vụ Và người kế tiếp đó thì khả năng sẽ có thể ủng hộ crypto hay là không có cái cách nhìn thù địch như là ông cũng đáng tiếc các bạn tại vì Jay đó khi mà bắt đầu đó ai cũng có nhiều cái kỳ vọng ngay cả thuận cũng vậy tại vì Jay đã từng dạy về crypto ở trường đại học ông ta dạy về blockchain và bitcoin ông ta nói về những altcoin như là Algorand ông ta nói về Ethereum và là chứng khoán nói chung thì những gì được nói tới trong trường học đó thì làm cho người rất là kỳ vọng ông sẽ là một chủ tịch tốt của SEC nhưng mà khi nhậm chức đó thì lập tức thay đổi 180 độ và những gì mà ông nói ở trường đại học đó nếu như các bạn nghe những cái phần đó nó không phải là nói su nữa các bạn tại vì dạy nguyên khóa học về blockchain và bitcoin mà thì ông có cái sự hiểu biết không hề nhỏ đối với thị trường này đâu thì những cái lời nói đó không phải là nói su nữa các bạn ông thật sự đã có cái sự hiểu biết nhưng mà không biết tại sao đến được chương vụ này đó thì mọi thứ lại thay đổi thường cảm thấy được là gay Gensler đã bị một ai đó nói ngọt à, không biết đó là ai các bạn các bạn có thể tự suy nghĩ ra một cái tên cho mình. Những nghị sĩ nào mà ghét crypto, mà muốn mượn tay về Chancellor để mà dập tắt crypto. À, thì đó là những người mà có thể là nói ngon nói ngọt các bạn. Có thể nói là cứ đàn áp thị trường này đi. Thì à, giấc mơ ông muốn tiếp tục con đường chính trị đó sẽ mở rộng ra. Sẽ có người ủng hộ ông một quốc hội. Sẽ có người cho ông làm tới chức vụ bộ trưởng tài chính. Và có thể là hơn thế nữa, có thể là vào làm cho Fed của các bạn. Có thể trở thành chủ tịch Fed. Có thể là rất nhiều những lời hứa hẹn. À, nhưng mà các bạn thấy được là ông đã đi một con đường khiến cho bây giờ đó Cả hai bên đều không có thiện cảm ủng hộ hay là không hiểu crypto đó Đều không có thiện cảm với lại Gary Johnson hiện tại Nhất là khi các bạn nhìn thấy được là cái cuộc chiến cho chức vụ tổng thống năm 2024 vẫn đang diễn ra Và chúng ta có rất là nhiều những cái nhân vật bây giờ đã đang ủng hộ crypto và Bitcoin đã trở thành một đề tài được nói tới Bởi những người đứng ra để mà ứng cử tổng thống các bạn Chúng ta đã từng nói tới Ron DeSantis, một trong những nhân vật trẻ tuổi đầy sức sống các bạn đó chính là Vivek Ramaswamy thì tôi cũng không biết nhiều về người này đâu các bạn thực ra đây cũng là một nhân vật mới trong cái thế giới chính trị đây cũng là một trong những luật sư nổi tiếng theo đồng hiểu như vậy và cũng có à, nhiều thành tích ở trong đầu tư nhưng mà tôi cũng không có rõ như người này nhưng mà gần đây là người này được nói tới rất nhiều trong cộng đồng của Bitcoin và crypto tại vì ông là một người mà cực kỳ ủng hộ Bitcoin và ông đã lên tiếng nói là chỉ có thể ra tòa án tối cao thì mới đẩy lui được SEC và cái cách mà SEC đã tấn công crypto là một trong những cách mà đẩy sự phát triển thị trường này vào tay những quốc gia khác đẩy những nhân tài vào tay quốc gia khác đẩy tiền đi vào những quốc gia khác cho nên Vivek Ramaswamy là một trong người mà cực kỳ ủng hộ Bitcoin thì trong cái cuộc tranh luận kế tiếp tôi thường nghĩ đây cũng sẽ là một trong những cái đề tài được nói đến bởi những cư viên quan điểm của những người này về Bitcoin và crypto đã sao các bạn đã thấy là bây giờ crypto đã, đã trở thành một phần rất rõ ràng trong chính trị rồi càng ngày càng rõ ràng hơn các bạn trước đây đã thường nói nhiều người cũng không có tin hay là cảm thấy nó cũng thường cũng níu kéo để cho nó cảm thấy quan trọng nhưng mà bây giờ rất rõ ràng các bạn một chân đề tài mà những người đứng ra cử tổng thống phải làm rõ là quan điểm của họ về bitcoin và crypto tại vì cái số lượng người ủng hộ và bỏ phiếu mà thích crypto và bitcoin đó thì không hề nhỏ đâu đó là thông tin liên quan tới sec và bitcoin spot ETF ngày hôm nay một lần nữa tôi không nghĩ đây là lý do tại sao mà giá xuống đâu thân nghĩ là giá xuống đó thì chúng ta lại có thêm thời gian để mà tích lũy các bạn và có ai đó đó không muốn bất kỳ có thông tin gì dẫn đến giá pump thời gian này